Okay, hello everyone, and welcome to Unit 12 talking about please and thank you. Bạn chân ở sẽ đình từng học nghĩa chưa khuyên nơi khăn ông mê riêng tỷ đọc bí và sẽ nhập session tỷ bí nì. Tại mê riêng tỷ đọc bí dừng dây dạy tổng please and thank you. Bạn chân sẽ nhập ở session tỷ bí bởi dương nếp tổ bí dương riêng nơi khăn ông session tỷ mua dạy tổng đọc đạch vị trí cổ hỏi. Chứ ở dương tổng bật to nơi khăn ông student book bởi dương nơi trong khăn này xa thờ. Chân này sẽ của ai chẳng hạn như ai bảo là không có thời buổi dưới mà từ student book nó không đồng phù thì phải sẽ đóng buồn để dừng chấp đang bị đồng phù đang thành đó mà khi chẳng ngờ dừng châu từ căn thời dừng thành đó và nó không ngờ đồng phù thì phải sẽ đóng buồn đến cứ dừng chấp đang bị chuyển đổi starter và từ mà starter nó cứ dừng chấp đám number one match the activities and the place right match the activities and the places. What can you do where? Right? Chúng ta cái đặt tha match the activities and places. Ở mình thì tập cụm cốm sẽ cả một kiếp hai lần tỷ tặng và place tỷ tặng được có tỷ trở lại. Ta sẽ cầm kiếp nâng nơi lại nà này hình phương nơi lại nà. Okay. What can you do where? Ta nè ai vừa với nơi lại nà ở đây nhé. Mà what can you do where? Ta nè ai vừa với nơi lại nè. Thế này. Chính nhưng mơ nơi không lý. Bà. Look at the chart. Or look at the table. You see. Nếu cứ chia activity và sắp cam một phiếp. À, sắp cam một phiếp. Và hỏi thằng này cứ flash. Right. Nhưng chẳng kì ao dương thư ca cụ cổ. Nó chứ ai. Xa nếu vì nó chịu nguyên chẳng dừng bỏng lấy. Mình này tha dừng mơ. Để tôi nói này. Và flash. Nếu cứ flash this. Và đã tôn tí tăng được tí cái lại và chẳng dừng mơ nó không nên tầm đó mà dừng mơ về tới từ à là dừng mơ tí tăng muốn đó nát mà tí tăng muốn cứ đã tôn đường ế từ post office từ cái gì lại phải này về bookshop bookshop từ nữ nã mà từ là hàng sập thử và hàng sập thử bán nữ thì gì kia chemist và nhờ cái lại nhờ đuổi sọt sáng và đuổi năm đuổi nữa mà ok ấy mùi tiết cư để tôi nông supermarket và supermarket cư sạc nước và letter F coffee shop và hàng cà phê and last one new agents và cư cái lại cái site nữa và lại đuổi cái site rồi chứ ngờ nơi nông này tiết cư để tôi nông tính tán chứ thật do từ khu con chúng mình nông activities ta lấy những mưa activity mình bằng chứng activity thì mua cái đặt thao buy magazine chứng á tình ở tu sửa nào ở đây mà tình tu sửa nào ở đây cứ dùng tình được lại nhá cứ tình được lại tình đang viết sai chứng ấy mà sẽ cứ letter G nhé không biết cái đại dưới này letter G lấy những mưa number two buy bread meal fruit and meat mà chứng tình như thế bread nó cứ nằm bán meal tức là cứ fruit cứ phải chứ hai nâng meat và sạch chân tinh nhìn á exactly in the supermarket chân tinh học đi bòn tới bà bòn tỏ y là chờ bạn đã ở lại nhé chờ ok tinh học đi bòn hôm nay đấy bà ok number 3 ok number 2 mới là y nè bà là y supermarket number 3 get US dollar bà get US dollar mình thà tù pratala nè tù pratala chứng ở cả tôn là ca tu praka lúc đô praka ấy nó là ai chén á chén cứ như nè the bank right nơi thiên nhiên kia chứng letter C number three letter C number four buy stamp and send a parcel chứng ở cả tôn là ca tình nhé bà bằng chứng ở phía tha stem và stem nó cứ time và time là dùng hai time và time thì bật lừa cái đạn được ấy nó bạn rồi có pin dùng nhai và nó bật time và and send a parcel chứng ở parcel nó cứ chia cái job prisoner này tha pin dùng nhà ấy giống như mình chỉ cái job chính là bạn và chứng ở nó cứ dùng rồi nè thì chúng tôi là post office chẳng hạn là cái gì lại prisoner chẳng letter A đấy letter A ok number 5 buy a dictionary mình là tin bài nhạc gram đó chẳng tin bài nhạc gram thì phải tập hơn nhá chẳng dùng tin nữa
bookshop letter B, right? Bookshop letter B, number 5, letter B. And then number 6, get a minimum latte. Minimum latte đến từ latte đây là mình chỉ được một xíu mà nè. Chân dương tịch ảnh chụp cái cà phê nhân dân tên gì nè. Tên là hàng cà phê như thế. Chân hàng cà phê thứ coffee shop đó. Number 6, letter F. And the last one, buy shampoo and conditioner. Drink shampoo, bộ thật sự cỏ sọ nè. Buy shampoo, bộ thật sự cỏ sọ. Hay nâng ở conditioner, mình thà cái mặt tuần. Thật sự để kì dùng một bệnh tuần sọ nè, xây xây. Còn dùng một tuần sọ ở luôn ấy nâng. Hai conditioner. Drink shampoo and conditioner. Tình sẽ bú hay nâng tình ở cái mặt tuần nâng. Chân tình như nè. Tình nữ, chemist. Right, chemist. Right. Chúng ta đang gửi dân khu công bà nó nát bà. Chính chân tìm lối chưa đạt nơi thằng cầu ấy bà. Còn là chưa đạt cái lại nữa bà. Number 2, cứ E 3, C, 4, A, 5, B, 6, F, and 7, D. Right. Bạn chân sẽ vô lại mình nhé. Chờ ở trên vài này không đi bà. Đó, tỏ tiếp. Number 2, make sentences with you can bà. Chân ở bậc cao tùy dục bà chỉ mua nên you can mà chân dân pra you can và giờ nơi không biết cư dân ai pra tên lấy thì dân từ tu bản thì exercise number one mày nhé bà dân dùng mà từ say bản thì gọi là dân từ say thai you can buy a magazine in the news section nhé bà chân mấy dân khu cô người ta tôi nên cầu phiếu cứ buy magazine và hãy đi trắng rồi nè the news section bạn chớ ngờ dân cầu ví dụ cư dân you can buy a magazine in the news section là nè ai trên nhờ tôi sẽ nào đấy nơi tìm thằng người sai nè lại tìm thằng người sai nè và nhớ và ta lấy ở đâu mấy chi chùm nuôi nơi không ca để dường thuế ta ở lấy dường chậm ra sao nè ok in case script 12.1 listen and check unit 12 tape script 12.1 what can you do where what you can buy a magazine in a news agents. 2. You can buy bread, milk, fruit, and meat in a supermarket. 3. You can get US dollars from a bank. 4. You can buy stamps and send a parcel in a post office. 5. You can buy a dictionary in a bookshop. 6. You can get a medium latte in a coffee shop. 7. You can buy shampoo and conditioner in a chemist's. Ok, chẳng ở từng học này bàn sạp lửa, chẳng ở từng học này ai chờ chỉ dùng được trong cả sạch xe viết đặt ra ra you can. Tạm mất, đặt sạch một kiếp hay nâng tí tàng hay lại chỉ là sạch một kiếp nâng tí tàng chứ dùng áp cho viết đặt preposition nam mũi trong trời từ tam clear và ví dụ nữa đó lấy như check mới từ lời listening ở pha này kia ở phần hai như trong listening vậy nhé và tình nguyện bạn này chẳng hạn bài chữ ngữ number one từ pra giải thai you can buy a magazine in your agents yeah news agents chữ ngữ nó không lý kia kia phần hai là gì đấy mà anh ấy cứ thằng lớn rồi bị đá đấy à cái number two you can buy bread milk, fruit, and meat in a supermarket. Chẳng hạn, bạn chân dục shop là in a, right? In a supermarket. Bạn chân đôi thằng lừa mình nhảy tiếp. À, từ đấy. You can get US dollar from a bank. Bạn chân này ai cho tua rạc đô la bì từ này kia. Okay, number four. You can buy stamp and send a parcel in a post office. Chúng ở mình thà nét ai tình tạm hai nâng cái nhà nơi cái chọc bây giờ này mà ai cái chọc bây bán đó mà nhưng anh nhìn thà cái chọc bây bán cái bán được rồi chọc bây giờ này cái bán đó phát xe lần mà vì nó nhìn thấm mấy giờ từ khuyên đi pra đấy mà you can buy stamp and send a parcel in a post office mà chứ nghe ai tình tạm hai nâng cái nhà cái chọc bây bán được rồi chọc bây giờ này nâng nơi cài giờ lại bây giờ này và đưa cái dân hai đặt post office chứ các bạn đó mà. Okay, number 5,
You can buy a dictionary in a bookshop. Nè, ai tính vào dạng crom nữ. Ok. Nơi khăn ông hàng sử phẩm và bookshop. Number 6, you can get a medium latte in a coffee shop. Chẳng ở nè ai cho tôi ban nữ ở cà phê latte cũng được một chúm và mịt chiếm nữa mà mịt chiếm nữa từ bật chùm mà. Nè thà cà phê latte cũng xa lá nè và ở sự lãng này mà. Strong và strong latte từ cà phê latte đã miền được chiếc ở cà phê lãng chẳng hạn mà. Và in coffee shop và nơi khăn ông hàng cà phê. Number 7, you can buy shampoo and conditioner in a chemist, right? Và chân nè ai ở tình sà bù cọ sọ hay là cái mà tốt là lại luộc ở bộc hết chỉ bộc hết tháng năm và chemist nữa chứ nên người ta cái này cái luộc bộc hết chỉ mình tháng năm miền ở cường đặc o chẳng hạn bạn và của để giải thích kim mà chứ ngà bộ sà bù ấy những bộ để cái lìa sạc thiệt kim đi là bọc bẹt bọc ấy chẳng hạn bạn và chân kim miền luộc là cái lại này là nó nát bạn chính chương ai ở riêng tại đây luôn ai này cứ chỉ lưu để cái ao để không bị xin mà chương trình ai phải cầm phiếu bộ công ty trắng hay gì vậy giờ ta tôi hơn cá tình gì tình tình tôi nói kể tập lấy những to tôi cần ở một chiếc cư sen what you want và chương thì giấy nhờ với để nhẹ chọn chẳng mà chương mình đã tham phê để dựng tục xa thì tôi dựng tình gì bạn tình gì chắc cái dương ai vậy nhờ với để dựng chọn bạn nè tại vì tôi tới nơi không ngờ phía sau để cứ được không can gì chỉ từ bụng cua sắm chỉ prà biệt thả I would like to go I like vì nó nhưng liền hai nó không ở mì liền muốn mà nó không sinh muốn chỉ tông chỉ bị có nhưng vậy thả I want có bán còn vì mình xây chỉ cua sắm mà và đấy ở nó không từng rung để cua sắm thì dùng prà I like và I like something á I like something nên là chúng chọn bàn ấy mùi nhá rồi thọ ta I like a coffee please và chúng chọn bàn ở cà phê và chúng chọn bàn cà phê I would like thì có I'd like a cup of tea và khi chọn bàn tay một bên và chừng ấy đó và chừng nhưng ai prà bàn I would like both mình xong xin nè thì có một sân mà dương trong prà verb từ I would like to I would like to và hãy đạo verb mà ok tại tôi nâng nguyên chất cư tại tôi nâng xăm any và xăm nâng any gọi dương bàn thì thời đáy cứ xăm nhưng any bỏ tặng lạc lạc hay xăm prà được nâng tự dụ any brown of the 12 point any young brown of the video some new recall by the side comment type a crack to some for you I brown of the phone to move on I do the clone left hand move to that don't the name offer and request not offer and request minute time you jump out a key boy recall you jump on ấy mùi nó chọn chọn sna xong ấy mùi vì thế anh bây giờ này cả xăm bạn này nó không tụt cùng cua xăm nó bị phọt lại và bị phọt lại anh nó được không nụ mà các gặp các xăm nè chừng ở tầng ngọc nên cái thà dừng chạm mấy lại đấy ok lấy dừng mơ từ căn rụp kịp nó còn khơi này cứ để tồn thì đang ở bờ rọ mà nè nó cứ đã tám là còn nơi và nếp xa thì nếp và thì muối hay ở rụp kịp tivi nó còn nơi long chemist nè và nơi chemist ok, chân cái ao dương thứ mấy bà TypeScript 12.2 Listen to Adam and complete the conversations. Bạn chân ở đặt từ càng Adam bấm phênh nơi ca sân tình yêu. Where is he? Bà ta quát nơi lại nạn bà chân cái lại những cái dương mới dương khơi nhé bà tại tôi đang ở rụt kỳ tìm bút quát nơi sản nước rụt kỳ tìm bí quát nơi cái bà nơi chemist, right? Đó chân là dương ở trong đơn chữ bác dương đọc mình tình chân nè, ok, đọc thì xin chị chết ở trong lần cắt này một mối hai dân sản đầu tiên đọc TypeScript 12.2 Saying what you want 1 Good morning, I'd like some ham please How much would you like? 4 slices Would you like anything else? Yes, I'd like some cheese Do you have any Emmental? I'm afraid we don't have any Emmental What about Gruyere? No, thank you Just the ham then. How much is that? 2 Can I help you? Yes, please. I'd like some shampoo. We have lots. Would you like it for dry or normal hair? Dry, I think. Okay. Try this one. Anything else?
Oh, yeah. I don't have any conditioner. I'd like some conditioner for dry hair, please. Yes, of course. That's £6.90, please. OK, chẳng ở dân ban mưa từ lời rụt kiếp hay đang ở trạng tôn tình hình ở nơi thà cha sân tình hiện á, rồi viên đám hay đang ở đã luộc và sẽ lớp và nơi thân ông ở hàng mà hai chân dân tư ca sân thà ở lấy ở đồng mây ở bị chạy lần với từ mấy tình hình sẽ đạp hạ trình mình sẽ toàn thích và lấy dương ở châu tư càng ở trình nội của dưới từ nếu không thật với dưới cái ao dương một pin nơi trình nội tình hình thì hình ảnh ra thì kìm miền ao dương lú ở những sẽ đạp lại nè. Và chân chân mưa từ càng ở trong nội khỏi dương một đầu tiết hai dương ở từ ca sẽ đập một đầu tiết nè và từ ca sẽ đập một đầu tiết à vậy thì chiếc thì chơi nó bộ bài rồi là bình nè mà tạo à lấy dương sẽ đập đầu tiết hai đồng bình tape script 12.2 saying what you want one good morning I'd like some ham please how much would you like four slices would you like anything else Yes, I'd like some cheese. Do you have any Emmental? I'm afraid we don't have any Emmental. What about Gruyere? No, thank you. Just the ham then. How much is that? OK, chẳng nơi phần này thì mùi này cứ dịch hơi bền nắng. À lấy dân mơ trả lời ở tí phí. Cứ ca sân thần này nơi cả lại tí phí. Tập. Đáp. Two. Can I help you? Yes, please. I'd like some shampoo. We have lots. Would you like it for dry or normal hair? Dry, I think. Okay. Try this one. Anything else? Yeah. I don't have any conditioner. I'd like some conditioner for dry hair, please. Yes, of course. That's £6.90, please. OK, chẳng ngờ những cái ta từng ngọt khi ai đang sắp toàn thấy hai dùng ai đụng bên ban này lại nắng tựa mình đây phục vụ khả năng tiếp để sao bị bị tạch đại cho nên á và chẳng ngờ lấy dương từ mơ từ lơ ca một bình đang đón sắp lấy lơ ca xong từ này thì muối nè dương một bình thì muối trở tôn từ đằng morning và dương về sao good morning I'd like some ham please chân dương ở một bình đằng morning nè và bình đằng morning và chân cái thà dùng số đấy I'd like some ham, please. Và ham nó mình thấy phơi chiều cũng sẽ từng phơi chiều. Nhưng còn trong bán phơi chiều. How much would you like? Và chứ how much would you like? Mình thấy ta nhẹ trong bán và mang. Ta nhẹ trong bán mang. Four slices. Four slices. Chứ ở four slices mình thấy bốn chấm nát, nát bốn chấm nát từ cái bốn điện. Chứ nơi sọc kế từ sạch chiều sạch sạch cái đó thì cạp á nè. Cái cặp đặt chỉ chìm điện để gì nữa mới xa từ mới bên trên nó dựng lại tình bát mà chỉ chỉ điện nhỉ bạn chứng kiến còn cho buồn slide nhá buồn slide rồi có buồn đồng buồn chụp nhật và slide nó hãy bỏ thay chụp nhật chụp điện bản á mà ok would you like anything else mà cái số ta ta nè trong bàn ở vậy xem thì đấy mà chứng kiến pra would you like anything else cái nhé và nên là chẳng chỉ đồng cuộc sống nữa nè càng lớn càng chẳng nói ra how much would you like thế mà chỉ đồng cuộc sống ta còn tiếp cứ would you like anything else ta nè trong bàn ấy thì đấy và dùng bọn chẳng nói nè yes I'd like some cheese bạn nhầm trong bàn ở cheese là bạn chị nữa bạn dịch quá lắm nè bạn do you have any Emmental ta nè miền ở Emmental lại mà Emmental nó cứ chỉ một phép chín đấy, đôi chỉ chín đấy còn là thà vì chung một việc xây hay được chuyện về xây nhìn thấy này giữ nhóm hoạt động kỷ lục này nãy bạn và đây vì sự điện chỉ đấy chỉ phép chín được nhiều ok chương này lúc các bạn giải thà I'm afraid we don't have any Emmental what about Korea và còn giải thà I'm afraid we don't have any Emmental mình thà nhóm khai tài vì admin Emmental thì bà của ấy bà I'm afraid nó như thế nào khi ông khai cái anh ta anh ấy cứ chỉ ví dụ mối đây hiện của xóm đấy bà what about Korea bà chân ở ta Korea mới đây bà Korea mới đây bà chứ Korea nó có gì phết chết đây bà còn ta rút chết viết copy Emmental thì tiền đó bà anh ấy
chợt từ quán chế bán là cheese nữa bạn, tại vì còn là dùng cái cheese để khi được chia tiền mất thì chợt lại phụ đá phụ nữa bạn. Ok, chắc còn vậy thà no thank you và ok và học quân chờ đến chừng just the hum then và do tại play chưa đủ năng bàn anh chừng. How much is that? Và ta biết tầm loại của mạng. Mà chẳng ở mấy nhà vậy thì dừng một bình như xem được là với từ tìm bố dừng bình là morning thì bị dừng bình là four slices và tòa bó dừng bình là do and have do you have any mental đó ai cũng chết dừng một bình là don't have ai đang chẳng có cứ dừng một bình là w a word từ how much is that right kể nó không ca xong tình yêu tìm bì mà đồng conversation 2 bạn chẳng cứ chạp ra lại can I have you ta nhóm ai chui với nhà bạn đấy. Yes, please. Và cái nhé, nhà nó cứ chỉ dùng bút cuốn xong. Và yes, please. I'd like some shampoo. Và I like some shampoo. Và chẳng là những dùng một bình apostrophe mình lại thả vụt nữa. Và apostrophe đi nữa mình lại thả vụt. Chẳng ở khi nhóm trong bàn sẽ bút lạc lạc. Sẽ bút nó cứ lại từ lực sẽ bút cỏ rõ là shampoo. I'd like to bút đọc vụt đi nhé. Và shampoo nó bút thả bút cỏ rõ mà bút đọc vụt nó bút thả show. Okay, let us see. Okay, no, let's see. Kita lawi với nhau nè, bà. We have lots. We have lots. Như này thà, dùng miền chia ra nè, bà. We have lots. Rồi câu we have a lot, bà. Lại nữa, bà. Would you like it for dry or normal hair? Cái số thà ta nè, chọn bàn vía. Xong rạp. Dry or normal hair. Chẳng dry hair, mình này thà sọ smooth. Normal hair, cứ sọ thòm đà. Nè, cái sự thật ta nè trong bàn sẽ nghe bà sọt nuốt cứ qua sọt thông đà dry I think và dry I think mình thật ở trong kết thà sọt nuốt nè bà. Ok, try this one và try this one mình thà xạ bồn mùi nịp mình chi diêm mùi nhé nè bà bộ thà xạ bồn về sọng chiến nè bà. Anything else bà, ta ở bây giờ chi đấy bà. Anything else I did it oh yes I don't have any conditioner. Bạn nhóm admin ở conditioner được có cài một tuần rồi thì I'd like some conditioner for dry hair please. Nhóm trong bạn là cài một tuần lắc lắc sầm rạp rõ sụt. Yes of course. Bạn có chỉ bạn that 6 pound 90 please. Bạn nút cứ làm lại khoảng 1 pound 90. Ok chẳng càng xong thì bây giờ cứ mình tập nắng hãy dùng một phần dùng phần nắng đá mà lại nước sập chảy thì mỗi dùng một phần là phát trọc vị đi thì bây dùng phần là like thì bây dùng phần là anything mà và thì bốn dùng phần là any hàng thì tám dùng phần là some right mà chứng ở lại những cứ mình tập phần nắng ấy vậy để dùng ở đào sập than lửa cả đập cả thì được một cái nên cứ tập tôn tập nâng ở việc thao vụ like bên này chặt chóng trên tập nâng cú sóng hoặc nâng cao đào sập some nâng any some nâng any cứ mình này thằng khắc lại ta nói giấc bà giấc ở trên tôi tới cứ any đừng xăm nó và dân mà dùng pra mùi khao nón cứ dùng pra dùng mùi nó lưu đó dân mà ăn khao nón cứ dùng pra không còn đạt vừa ăn khao nón về mình đầu tiên ta nói đó bà. Ok hình chân ở quân sử dụng ca tam tam vào tình học liền này đi hay dạp dân mà tình học nhìn nhìn xử nốt và ai trở ca số bác này cho mình cảm ok thank you good luck for all of you see you for next session.